Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Thời khắc giàu có nhất. Cha của Mike làm kế toán cho một công ty nhỏ, mẹ thì ở nhà nội trợ, phải nuôi cả gia đình với đồng lương ít ỏi của cha Mike, nên nhà cậu thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Mẹ ơi, mai mẹ chuẩn bị tiền học phí cho con nha, phòng giáo vụ nhắc nhở nhiều lần rồi nên con không gia hạn thêm được đâu. Ừ, để tối nay mẹ sẽ hỏi ba, chắc chắn sẽ chuẩn bị kịp cho con thôi. Đúng là chẳng có cái khổ nào hơn nghèo khổ túng thiếu. Nhất định sau này con phải thoát khỏi cảnh này, phải giàu có thì mới vui vẻ được. Con có chí làm giàu là tốt, nhưng mẹ chỉ muốn nhắc con rằng làm người quan trọng là phải có khí phách, không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Một người có khí phách thì chính là đã sở hữu một khối tài sản lớn đó con ạ. 2 tuần sau, trong ngày kỷ niệm ngày thành lập thành phố, có tổ chức trò chơi quay số trúng thưởng. Như một phép màu, cha của Mai trúng giải độc đắc là một chiếc xe hơi đời mới. Ba của mình đó, bây giờ nhà mình đã lên đời rồi nha. Nhớ hôm nào cho mình đi kém một bữa nha, ngồi xe hơi đời mới chắc thích lắm. Tất nhiên rồi. Cả hai anh em con không được tới gần chiếc xe đâu nha, nếu không ba sẽ phạt nghiêm đó. Ba thiệt vô lý quá đi. Tại sao ba lại keo kiệt như thế với tụi con chứ? Có cho con cũng không thèm rờ đến chiếc xe đó. Con đừng nghĩ khác đi về ba. Ba làm như thế là bởi ông đang suy xét đến vấn đề đạo đức. Việc chúng ta trúng giải liên quan gì đến đạo đức hả mẹ? Ba con không phải là người thực sự trúng giải. Chiếc vé xổ số ấy là của ông giám đốc công ty của ba con. Ông ấy nhờ ba con mua rồi quên mất. Ông giám đốc ấy giàu sụ, xe có đến cả chục chiếc. Ông không để ý đâu, chiếc xe này thuộc về ba là đúng rồi. Giám đốc muốn trực tiếp đến cảm ơn anh, nhưng vì có việc bận nên nhờ tôi gửi món quà này cho gia đình anh. Ba, tại sao ba lại trả lại xe cho người ta chứ? Chẳng phải chính ba là người mang vận may đó đến cho họ sao? Chẳng phải họ là người giàu có, họ muốn mua bao nhiêu chiếc xe mà chẳng được chứ? Trong khi đó ba vẫn đi cái xe cũ kỹ bao nhiêu năm nay rồi. Con đừng nói thế. Việc ba làm hôm nay rồi mai sau lớn lên con sẽ hiểu thôi mà. Phải đến khi trưởng thành mai mới hiểu hành động trung thực của ba có ý nghĩa thế nào với cuộc đời mình. Anh trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự trung thực nên được tin cậy và giao cho nhiều dự án công việc quan trọng. Đây là chiếc xe đầu tiên ba tự mua được bằng đồng tiền lao động chân chính của mình. Rồi ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về ông nội. Ngày ấy, con biết không, giây phút ông nội của con gọi cú điện thoại để trả lại chiếc xe cho người chủ thực sự của nó, đối với ba, đó chính là thời khắc giàu có nhất trong gia đình của ba đó.